thành lễ truyền chức linh mục của giáo phận Hương Hóa năm 2018. 8 giờ sáng ngày thứ tư, ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại nhà thờ chính tòa Sơn Lộc, Đức cha Joan Maria Vũ Tất đã cử hành thành lễ truyền chức linh mục cho 9 thầy phó tế. Đồng tế trong thành lễ có Đức cha phụ tá An Phong, Nguyễn Hữu Long, cha tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn, quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thành lễ có quý thầy phó tế, cùng đông đảo các tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, quý thân nhân, ân nhân và các anh chị em giáo dân thuộc các giáo xứ có các liên hệ với các tiến chức. Đặc biệt trong đó có 150 anh chị em người Hơ Mông thuộc giáo hạt Nghĩa Lộ cũng về chia sẻ niềm vui và cầu nguyện cho các tiến chức trong ngày lễ Hồng Ân hôm nay. Cha Tổng đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn xác nhận rằng sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và theo ý của những hữu trách biểu quyết thì chín thầy phó tuế này được coi là xứng đáng để lãnh nhận chức vụ linh mục. Đức cha Gioan Maria đã công bố nhớ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ Đức Giêsu Kitô đứng cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em đây lên chức linh mục. Trước khi thành lễ kết thúc, tân linh mục Phêrô Nguyễn Công Lực đại diện cho các tân chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nói lên lòng biết ơn tới Đức Cha, quý Cha, chiên tới cha mẹ, anh chị em, thân nhân, bà con, bạn bè thân hữu và quý ân nhân đã cầu nguyện, hy sinh và đồng hành trên bước đường ơn gọi của mỗi tân chức. Thành lễ chuyển chức linh mục đã khép lại với những dấu ấn đặc biệt của niềm tin và mở ra niềm hy vọng bởi có thêm những thợ gặt lành nghề trên cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát của miền thập tỉnh vùng Tây Bắc này. Đại hội giới trẻ Hạt Thuận Nghĩa, Giáo Phận Vinh lần thứ 5 Giới trẻ noi gương các thánh tử đạo Việt Nam Giới trẻ noi gương các thánh tử đạo Việt Nam là chủ đề xuyên suốt của Đại hội Giới trẻ Hạt Thuận Nghĩa lần thứ 5. Được diễn ra vào ngày 19 tháng 8 năm 2018 tại giáo sứ Cẩm Trường với sự tham gia của gần 1.000 bạn trẻ đến từ 10 giáo sứ trong toàn hạt. Các chương trình của đại hội được diễn ra xuyên suốt từ 6 giờ 30 sáng tới 22 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội năm nay diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Việt Nam mừng năm thánh của các thánh tử đạo Việt Nam. Đại hội như một luồng sinh khí mới khơi lên nguồn sức sống trẻ, đồng thời bổ dưỡng những phương dược thần linh. Thúc bách thế hệ trẻ của giáo hạt thuận nghĩa dấn thân sống chứng tá tin mừng theo các bậc tiền nhân. Đại hội diễn ra với các phần thuyết trình của hai cha quản hạt An Tôn Nguyễn Văn Đính và cha gia cố bê Nguyễn Quang Lành, quản xứ Mảnh Sơn và các trò chơi và các vũ điệu. Đặc biệt là thánh lễ của đại hội giới trẻ được diễn ra lúc 17 giờ thành lễ do cha quản hạt an tôn nguyễn văn đính chủ tế quý cha trong giáo hạt đồng tế và sự hiệp dương thành lễ của 1.000 bạn trẻ cùng đông đảo bà con giáo dân cẩm trường thành lễ kết thúc với giờ chầu thánh thể cầu nguyện cho công lý và hòa bình cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo việt nam biết đặt lợi ích dân tộc lên trên mối lợi chính trị cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm đại hội bế mạc lúc 22 giờ với nghi thức hạ cờ trao thành giá và cờ luân lưu cho giáo sứ hội nguyên đơn vị đăng cai tổ chức đại hội vào năm 2019. Thành Lễ tuyên khấn lần đầu của dòng mình Thánh Giá Hà Nội. Ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại Tiểu Vương cung Thánh đường Sở Kiện, Hội dòng mình Thánh Giá Hà Nội hân hoan đón nhận 24 chị em tuyên khấn lần đầu theo linh đạo của hội dòng. Được cha phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh đã chủ tế thánh lễ và chủ sự nghi thức tuyên khấn này. Niềm vui của hội dòng được gia tăng khi được tiếp đón đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, phó chủ tịch ủy ban bác ái xã hội Caritas Việt Nam, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân, quý khách đến cùng cầu nguyện và hiệp dương thánh lễ trong ngày vui của hội dòng. Trong bài giảng, đức cha Lorenzo đã giúp cộng đoàn, cách riêng các tân khấn sinh thấy được tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa ngài cũng nhắc nhở các khấn sinh ơn thánh hiến là một ơn lớn lao đặc biệt không phải ai cũng có nhưng chỉ những người được chúa tuyển chọn mới được mà thôi và khi chúa gọi và chọn rồi thì những người này phải chân thành đáp lại lạy chúa này con đây chúa đã gọi con trước khi thánh lễ kết thúc chị tổng phụ trách anna đại diện cho hội dòng có lời tri ân tới đức cha quý cha cộng đoàn và đặc biệt là cảm ơn tới các ông bà cố Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn giữ mãi ngọn lửa tình yêu mà Ngài đã khơi lên trong lòng các chị em, để các chị em luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình. Đại hội Thiếu Di Thánh Thể Toàn Quốc tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Quảng Trị Sáng 22 tháng 8, lễ Đức Mẹ Maria Trinh Nữ tại Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang trên 3.000 người gồm quý linh mục, tuyên úy và huynh trưởng thiếu nhi thánh thể từ 24 giáo phận trên toàn quốc đã về tham dự đại hội thiếu nhi thánh thể với chủ đề Thánh thể, nguồn sống, yêu thương, hiệp nhất. Thiếu hai giáo phận Ban Mê Thuật và Lạng Sơn không thể tham gia đại hội. Tham dự đại hội còn có Đức Hồng Y Phê Rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Trí Linh, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, đức tổng giám mục giáo phận Huế, đức giám mục phêrô Nguyễn Văn Viên, chủ tịch ủy ban giới trẻ và thiếu nhi thánh thể của hội đồng giám mục Việt Nam, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, đức giám mục An tôn Vũ Huy Trương, chủ tịch ủy ban giáo sĩ và Chủng sinh của hội đồng giám mục Việt Nam, giám mục giáo phận Đà Lạt, đức cha giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, chủ tịch ủy ban thánh nhà của hội đồng giám mục Việt Nam, giám mục giáo phận Ba Me Thuật, đức cha giám mục Du xe Vũ Văn Thiên giám mục giáo phận Hải Phòng. Ngoài ra còn có các linh mục phó giám đốc thiếu nhi thánh thể thế giới và quý linh mục tổng tuyên úy đến từ Hoa Kỳ, Australia, Canada và Pháp. Thay lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương khai mạc do Đức Hồng Y phê Nguyễn Văn Nhơn chủ tế tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang hết sức trọng thể. Cùng đồng tế với Đức Tổng giám mục Du Xe, các giám mục và khoảng 100 linh mục đến từ trong và ngoài nước. Chương trình đại hội tiếp tục với buổi rước kiệu tôn vinh thánh thể và chầu thánh thể long trọng vào lúc 21 giờ tối ngày 22 tháng 8 và thành lễ tạ ơn bế mạc đại hội vào trưa 23 tháng 8 do Đức Tổng Giám mục Phê Đô, Nguyễn Văn Viên, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ và thiếu Nhi Thánh Thể, Chủ tế.